Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Công nghệ mới trên xe Toyota sẽ ngăn ngừa việc đập nhầm chân ga. Công nghệ mới của hãng xe Nhật sẽ giúp giảm thiểu tai nạn do tài xế ô tô đập nhầm chân ga. Hàng loạt các vụ đập nhầm chân ga chân phanh đã dẫn đến những tai nạn khó lường, buộc các nhà sản xuất ô tô phải tìm ra giải pháp. Hệ thống có tên Plus Support trên xe mới hoặc là Pedal Misapplication Acceleration Control System 2 trên xe đang sử dụng. Plus Support hay là Pedal Misapplication Acceleration Control System 2 cải tiến từ công nghệ hiện tại, có từ năm 2018. Thực chất đó là công nghệ Intelligent Clearance Sonar ICS năm 2012. Không như hệ thống cũ chỉ hoạt động khi cảm biến phát hiện vật cản, hệ thống mới có khả năng sẽ ngăn xe tăng tốc và tự động phanh ngay cả khi không có vật cản phía trước và sau nếu phát hiện người lái đạp nhầm chân ga. Plus Support có mặt lần đầu tiên trên Prius và Prius PHEV nội địa. Hệ thống Plus Support dần dần xuất hiện trên các mẫu xe khác. Plus Support tự động kích hoạt khi mở cửa xe bằng chìa khóa thông minh Plus Support Smart Key tùy chọn là 122 đô, ngay cả khi không có vật cản trên đường di chuyển của xe. Nếu hệ thống phát hiện người lái nhầm chân ga, xe cũng ngăn không cho tăng tốc. Hệ thống không hoạt động nếu xe được mở bằng chìa khóa thông thường hoặc khi tín hiệu rẽ được kích hoạt, sau khi nhấn mạnh bàn đạp phanh hoặc trong lúc bắt đầu được tăng tốc lên dốc. Pedal Misapplication Acceleration Control System 2 là trang bị thêm cho mẫu xe Toyota đã lắp hệ thống nhận diện Toyota Intelligent Clearance Sonar ICS trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2015 cho đến tháng 6 năm 2020. Hệ thống Pedal Misapplication Acceleration Control System 2 có giá 357 đô la tại thị trường Nhật Bản. Công nghệ này có thêm chức năng ngăn tăng tốc cho hệ thống Pedal Misapplication Acceleration Control System hiện tại, giúp ngăn không cho xe tăng tốc khi phát hiện người lái đạp nhầm chân ga ngay cả khi phía trước không có vật cản, Toyota cho hay. Ngoài bổ sung thêm chức năng cho các hệ thống hiện tại, hệ thống mới còn giúp ngăn chặn tai nạn nguy hiểm và giảm thiểu thiệt hại do nhầm chân ga, bất kể có vật cản phía trước và sau xe hay không. Toyota không giữ công nghệ này cho riêng mình, hãng đã bắt đầu chia sẻ với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản trong nỗ lực giảm thiểu tai nạn xe hơi trên thị trường. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ hạnh phúc và thành công.